Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi, một con IKEA nha. Con này nó có trang web riêng nha. Anh em cứ search Google là ra này liền. Này như con siêu không? À, con này còn đẹp nha. Con này dành nghiêng về thiên về mấy chị nữ nhiều hơn nha. Mấy nam thì đeo cái bông hoa thì kỳ quá. Nói chung dòng này nam nữ dùng chung được, nhưng mà kiểu nó thiết kế cái mặt bông hoa, cây cảnh nha. Con này mới như 30 mấy luôn nha. Search Google là ra nó rồi. Này si thì mình mua giá hời rồi. Dính keo gì khó gỡ tại nha, thông số đầy đủ hết, nó có trang web riêng www ic này, search Google ra máy này liền à. Thông số đủ hết à. Cái dây của nó là www ic watch.com, dây khóa zin là dính bụi, dây kiểu dây cao su mềm nha, cao su mịn á, đeo nó mịn tay, đeo kiểu nó láng tay. Thì cái này là thường mấy chị đeo thể thao á, thể thao chạy bộ nữa, đeo máy này thì sang. Thiết kế cái mặt kính đẹp không sứt mẻ ha, 450 mà x25 nha, 450k mà x25 ha. Ừ, xe ngang của nó là 39 đi, 38.8, 39 mỏng là 83. À, kết chụp hình trên Zalo cho em đi. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Em xin chào nhà nha.